Bây giờ hướng dẫn ta tiếp tục câu số 4. Cho tam giác BC nhọn các đường cao AM BN CP cắt nhau tại H. Dựng hình bình hành BHCD. Và thứ nhất là chứng minh các tứ giác APHN nội tiếp, APHN nội tiếp và tứ giác ABCD nội tiếp. Ta xét từng tam giác một, là tứ giác. Tứ giác nhất là APHN, ta thấy có góc P bằng 90 độ, góc N bằng 90 độ, suy ra góc P cộng góc N một độ. Mà hai góc này ở vị trí đối nhau, nên suy ra tứ giác APHN nội tiếp như vậy tứ giác thứ nhất ta chứng minh dễ dàng ở tứ giác thứ hai thì ta nhận thấy rằng là góc ABD bằng 90 độ và góc ACD bằng 90 độ vậy chúng ta sẽ tiến hành chứng minh cái điều đó thì chúng ta có như sau này do BHCD là hình bình hành theo giả thiết nên suy ra CH sẽ song song với BD mà CH hay là CP ấy, vuông góc AB cho nên suy ra là AB sẽ vuông góc BD. Do vậy góc ABD bằng 90 độ. Tương tự như vậy, ta có BN song song với CD. Mà BN song song với A, vuông góc với AC suy ra AC sẽ vuông góc với CD. Do vậy góc ACD bằng 90 độ. Do đó tổng hai góc là ABD cộng ACD bằng 180 độ. Do đó tứ giác nội tiếp. Và chúng ta có thể chứng minh phần đằng sau. Từ giả thiết ta có là góc APH bằng 90 độ và ANH bằng 90 độ. Do đó tứ giác APHN nội tiếp đường tròn có đường kính là AH. Thì đây là thầy giáo chứng minh theo cách là chỉ ra hai tam giác vuông có chung cạnh huyền là tam giác APH và tam giác ANH. Do vậy, cho nên là P và N nó cùng thuộc đường tròn đường kính AH. Do đó tứ giác tiếp. Mặt khác, ta có là BD song song với CH. Đây. BD song song với CH. Do ABCD, à, BDCH này hình bình hành. Và CH vuông góc AB giả thiết, suy ra là BD sẽ vuông góc AB. Do đó góc ABD bằng 90 độ. Tương tự, thì góc ACD bằng 90 độ. Do đó tứ giác nội tiếp là đường tròn đường kính AD phần B chứng minh AB nhân AH bằng AE nhân AC thì để chứng minh cái này thông thường ta sẽ đưa về tí thức và chọn ra giám giác đồng dạng vậy ta có AB chia cho AE thì bằng AC chia cho AH Từ đó chúng ta sẽ cần hai em giác đồng dạng bằng cách đọc ngang hoặc đọc dọc. đọc ngang sẽ làm giác ABC, ABC đồng dạng với AEH, AEH. Thì ta nhìn hai giác này không đồng dạng được, do tam giác ABC là tam giác nhọn, mà tam giác AEH ta nhìn nó là góc tù, tam giác tù, vậy chắc chắn không đồng dạng được. do vậy ta chuyển sang đọc theo chiều dọc tam giác ABE Đồng dạng tam giác ACH Tam giác ABE với tam giác ACH thì hai tam giác này có vẻ là đồng dạng với nhau, chúng ta sẽ phân tích để chỉ ra các, các, góc tương ứng thì chúng ta chỉ như sau này ta có a bằng a này thứ hai là b bằng c này và e bằng h này thì ta để đọc góc a ta đọc là góc b a e bằng góc c a h Thứ hai là góc ABE bằng góc ACH Thứ ba là góc AEB bằng góc AHC Từ đây chúng ta nhìn thấy hình Đầu tiên là góc BAE, BAE đây thì nó phải vẽ hình cho dễ nhìn nhưng mà khi thi chúng ta không được vẽ hình nhá bằng góc CAH đấy cần chứng minh như vậy góc thứ hai là ABE ABE thì nếu ký hiệu là góc B1 bằng góc ACH ACH nếu ký hiệu góc C1 Vậy dấu ký hiệu các góc ở đây là 1 2 3 Thế thì hai góc này chúng ta có thể chứng minh được ta sẽ chọn hai cặp góc này để chứng minh. Thứ nhất là góc BIE bằng góc CAH. Thứ hai là góc ABE, ABE tức là góc B1 bằng góc C1. Vậy chúng ta chứng minh thế nào? Thì ta có là B1 thì nó phụ với góc BAN. Tức là B1 cộng với góc BAN hay nói khác là BAC như thế bằng 90 độ. Và ta thấy C1 cũng cộng với góc BAC bằng 90 độ. Điều này thì có ngay. Do cái góc nào bằng 90 độ và góc P bằng 90 độ nên tổng hai cái nhọn của các tam giác vuông sẽ bằng 90 độ. Do vậy, ý thứ nhất B1 bằng C1 ta chứng minh xong. Ta chứng minh ý thứ hai, góc BAE ta có thể tách thành góc A1 cộng A2. A1 cộng A2 bằng CAH CAH theo tách thành A3 cộng A2 Như vậy đây ta thấy là A2 chung rồi Vậy ta chỉ cần chứng minh được A1 bằng A3 là xong Ta sẽ chứng minh như nào để được cái này thì ta có A1 thì nó phụ với góc A BC nhé yeah. A1 phụ với góc ABC tức là A1 cộng với góc B, A, ABC thì bằng 90 độ tiếp theo ta có góc A3 thì sẽ phụ với góc D1 Đấy, do ở trên ta chứng minh góc này vui nhé Nên là A3 phụ với D1 Cộng với D1 Bằng 9 độ Do vậy để chứng minh được A1 bằng A3 Thì ta chứng minh góc ABC Bằng góc D1 ABC Bằng góc D1 Và điều nào có được không thì điều này dễ dàng có được do cái tứ giác là ABCD nội tiếp. Đây, tứ giác ABCD nội tiếp. Thì hai góc này chính là hai góc nội tiếp cùng chắn cung AC của cái đường tròn ngoại tiếp của cái tứ giác này. Do vậy, đấy, phần B chúng ta đã chứng minh xong. Các bạn hãy dựa vào sơ đồ của thầy chúng ta viết thành bài chứng minh. Phần C. Người ta cho điểm B và C cố định. Điểm A thay đổi sao cho tam giác ABC nhọn và góc BAC không đổi. Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tứ giác APHN có diện tích không đổi. thì chúng ta thấy như sau tứ giác APHN nội tiếp à, xin lỗi là ngoại tiếp đường tròn à, nội tiếp trong đường tròn có đường kính là h đấy tức là tứ giác APHN nội tiếp đường tròn đường kính là h do vậy để chứng minh được diện tích của cái đường tròn đó nha Diện tích của cái đường tròn, đường kính AH Nếu gọi là đường tròn ô vô phẩy và đường kính AH Không đổi Thì khi, chỉ khi chúng ta phải chứng minh được đoạn AH chính là đường kính không đổi Muốn AH không đổi Thì chúng ta phải chứng minh được cái gì Ta phải chứng minh được AH Nó bằng một cái đại lượng nào đó Đấy, trong đó là lượng đó phải không đổi thì mới được thế thì chúng ta hãy dựa vào cái đề bài người ta cho này b và c cố định vậy thì đoạn bc sẽ cố định đoạn bc cố định thì ta thấy là trung điểm của đoạn bc sẽ cố định do vậy đầu tiên chúng ta sẽ gọi y là trung điểm của ac và thầy giáo gọi cái tâm đường tròn ngoại tiếp của tứ giác ABCD chính là O thì ta có O chính là trung điểm AD và do BC không đổi mặt khác góc BAC không đổi cho nên dẫn đến điểm Y là cố định như vậy Y và O cố định rồi thì chúng ta sẽ phải liên hệ giữa đoạn AH với cái đoạn OI không đổi và dễ dàng nhìn thấy IO chính là một một nửa AH hay nói khác là AH sẽ bằng hai lần IO muốn vậy ta chỉ cần chứng minh được cái gì chứng minh được OI là đường trung bình của tam giác OI là đường trung bình của tam giác a h muốn đi được trung bình ta phải chứng minh hai điều một là o là trung điểm a d bằng o thì điều này đương nhiên vì chúng ta gọi o chính là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác a B, d, C. có rồi vậy ta chỉ cần chứng minh y là trung điểm của hd là xong thì điều này chúng ta chứng minh được ngay bởi lý do vì sao ta có tứ giác BHCD là hình bình hành mà y là trung điểm của BC theo cách gọi của mình. Do vậy suy ra y sẽ là trung điểm của HD. Do vậy là chúng ta chứng minh xong. Phần C. Từ đó chúng ta sẽ có thể chứng minh phần C như sau. Thế đó gọi Y là trung điểm của BC Thì suy ra Y là cố định do B và C cố định Tiếp tục Thầy lại gọi tiếp O là trung điểm của AD Thì suy ra O sẽ là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABDC Và dễ dàng thấy do góc BC không đổi và BC cố định Thì điểm O sẽ cố định O cố định, Y cố định Vậy thì đoạn OI sẽ có độ dài không đổi do tứ giác ABCD ABDC là hình bình hành mà y lại là trung điểm BC do đó y sẽ là trung điểm của HD do vậy cho nên OI sẽ bằng 1 phần 2 AH do đâu do OI chính là điều trung bình của giác ADH mà ta có OI không đổi suy ra AH không đổi mặt khác AH lại là đường kính của đường tròn ngoại tiếp tứ giác APHN do đó độ dài r không đổi thì dẫn đến bán kính của cái đường tròn đó không đổi mà bán kính đường tròn đó không đổi thì tức là diện tích của cái tứ giác này không đổi đó chính là điều chúng ta cần phải chứng minh câu thứ 5 cho y là hai số dương thay đổi tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức S bằng x cộng y tất cả bình trên x bình cộng y bình cộng x cộng y tất cả bình chia x y thế thì ở đây đề bài chỉ cho x y là các số dương mà không có điều kiện gì kèm theo và khi cho x y là số dương thì chúng ta luôn luôn nghĩ đến bất đẳng thức cos vậy chúng ta hãy tách những phần của biểu thức s này ra để xem nó bằng cái gì nhé đầu tiên ta biết s sẽ bằng theo hàng thức thì ta được x cộng y tất cả bình sẽ bằng x bình cộng y bình cộng 2 y chia cho x bình cộng y bình cộng với x bình cộng y bình cộng 2xy chia cho x y Vậy tách ra sẽ được cái gì? Tách cái này ra sẽ bằng 1 cộng với 2xy chia cho x bình cộng y bình cộng với x bình cộng y bình chia cho xy cộng 2xy chia cho y vậy được cộng với 2. Như vậy biểu thức S sẽ được bằng 3 cộng với tổng của hai cái biểu thức này. Thế chúng ta phải thử như sau. Ta có cái này. Nếu theo bất đẳng thức Cauchy thì nó sẽ lớn hơn bằng là 2 căn bậc 2 của 2xy trên x bình cộng y bình nhân với x bình cộng y bình trên x y vậy rút gọn đi sẽ bằng hai căn hai và dấu bằng xảy ra khi nào khi hai cái này bằng nhau tức là hai y chia cho x bình cộng y bình bằng x bình cộng y bình chia cho x y và từ đây tương đương với do y là số dương thì chúng ta dễ dàng quy đồng được là thành 2x bình y bình sẽ bằng x bình cộng với y bình phương tất cả bình phương. Từ đây ta có là 2x bình y bình sẽ bằng x mũ 4 cộng với y mũ 4 cộng với 2x bình y bình. Và do đó sẽ được là Nà, hai này rút gọn hết đi thì sẽ được x bình x4 cộng y4 bằng 0 và điều này xảy ra khi x bằng y bằng 0 x bằng y bằng 0 lại không thỏa mãn điều kiện x y là hai số dương tức là cái dấu bằng ở cái phương thức này không xảy ra được do vậy cách làm đó là sai Đấy. ban đầu chúng ta nhìn nhìn rất là tuyệt vời bởi lý do là áp dụng bất thức cô chúng ta được ngay lớn hơn 2 căn 2 tuy nhiên khi xảy ra dấu bằng nó không sẽ được vậy tức là đấy là chưa phải điểm rơi của bất đẳng thức do vậy chúng ta sẽ không thể làm cách này được cái này sai thế thì chúng ta làm thế nào thế thì chúng ta có thể tách như sau này đấy theo tách nha sẽ bằng một hai bằng ba rồi cộng với hãy chia cho x bình cộng y bình. Cho cho tách thành cái này thành x bình cộng y bình trên 2k. Sau đó cộng x bình cộng y bình trên 2k. Thế thì cái này nó sẽ nở bằng cái gì? Thử nhá, bằng 3 cộng với 2 lần cắt bậc 2 của hai này căn bậc 2 của tích của hai cái này. Đấy tích 2 này nhân vào thì chính là bằng bằng 1. Thế còn dấu ở đây x bình có y bình lớn bằng 2y. Theo bất cứ cô gì trên 2y. Như vậy sẽ bằng là 3 cộng với 2 nhân căn 1 cộng 1. Như vậy bằng 6. Mình thử xem dấu bằng xảy ra không nhé. Dấu bằng ra thứ nhất là để dấu bằng ở đây xảy ra thì x bằng y. Và khi đó thì chúng ta thấy hai cái này cũng bằng nhau như vậy dấu bằng sẽ ra được do vậy đây là bài rất hay mà chúng ta linh hoạt một chút tách ra thì chúng ta sẽ giải quyết được bài toán do vậy chúng ta có thể trình bày bài toán như sau chúng ta này giải như sau này ta tách như thầy trên S bằng 1 cộng 2 ghi chỉ lý bình câu Y bình cộng x bình cộng y bình trên xy cộng 2 sau đó mình tách thành 3 cộng với 2 y trên x bình cộng y bình cộng với x bình cộng y bình trên 2 xy và cộng với x bình cộng y bình trên 2 xy thì do x y là số dương nên suy ra theo bất nước cô si ta có Đấy, tổng hai này lớn bằng tích và bằng 2 dấu bằng xảy ra ký x cộng y x bình cộng y bình trên 2 xy bằng 2 xy trên x bình cộng y bình và từ đó giải được dấu bằng khi x bằng y. Đấy, do x lớn 0. Chứ nếu không có x lớn 0 thì chúng ta còn x bằng y nữa. Tiếp theo bằng thức là x bình cộng y bình thì lớn bằng 2 y. Do đó x bình cộng y bình trên 2 y lớn bằng 1. Và dấu bằng xảy ra khi x y. Do vậy tổng lại thì ta có s sẽ lớn bằng 6. Dấu bằng xảy ra khi x bằng y. Do đó kết luận là giá trị nhỏ nhất của s là 6 khi x bằng y. Thì đây là bài bất đẳng thức có phương pháp tư duy rất hay, chúng ta hãy nhớ phương pháp này để chúng ta áp dụng vào quá trình làm các bất đẳng thức mà sử dụng bất đẳng thức COSI để chứng minh. Chúc các em thành công trong kỳ thi sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video lần sau.